Vâng, xin chào bác, bên kia xin chào. Và mai giới thiệu bác một mẫu touring cao cấp nhất ở hiện tại bên nhà mà mới về của thương hiệu Gian, một trong những cái thương hiệu mà hàng đầu về dòng xe đạp thể thao, dòng xe toàn châu Âu, được rất nhiều các bác đánh giá rất là cao. Và ngày em về một mẫu dòng touring cao cấp, dòng X-Ram, Gian X-Ram 2. Đây là một trong những dòng Gian quốc tế xuất trong thị trường châu Âu, em đã từng giới thiệu trong thời gian vừa qua. Đây là mẫu model cao cấp nhất của dòng touring, dòng Gian quốc tế X-Ram. Và tại thời điểm hiện tại thì cái dòng X-Ram này chưa hề có bán tại thị trường Việt Nam không nhá. Bây giờ chị vào nhắc được chiếc xe. Vâng, cũng rất lâu rồi em mới về một chiếc X-Ram, dòng touring cao cấp nhất của thương hiệu Gian. Trước đây em có về một chiếc màu trắng, màu sáng. Thì nay em về một chiếc với cái tông màu đỏ đen, rất là sport và khỏe xe, dành cho những bác ưa thích những cái tông màu tối. Thì cái thương hiệu Gian này là một trong những cái thương hiệu rất là lớn trong dòng xe đạp thể thao rồi, các bác không còn gì xa lạ. Mà cái model lần này là cái model X-Ram 2. Trước đây em có một vài chiếc em đã đánh review đánh giá trong thời gian vừa qua. Và theo như em được tìm hiểu thì cái model của dòng X-Ram tại thị trường Việt Nam mà chưa hề bán đâu nhá. Đây là cái mẫu model X-Ram tại thị trường châu Âu. Ở các những cái hãng bán xe đạp thể thao của thương hiệu Gian tại thị trường Việt Nam thì thường thì các bác chỉ thấy những dòng Gian Ram thường hoặc là Gian Ram Deep. Thì đây là cái mẫu model chưa hề có X-Ram, để cho các bác dễ phân biệt X-Ram. Các bạn lên trên mạng để tham khảo thêm về cái mẫu model này. Các đánh X-Ram thì sẽ hiện lên chắc các trang web của nước ngoài, Việt Nam chưa hề có. Và cái khung mà làm từ hợp kim nhôm alu XX, vẫn là kim nhôm siêu nhẹ của dòng đặc quyền của Gian chính hãng. Em về rất nhiều cái dòng touring thì cái mẫu X-Ram này rất là hiếm về bên em. Thì đây em về một chiếc đây. Và theo em như đánh giá của em thì thiết kế dòng X-Ram này, nó cái khung xe của nó gần giống như cái dòng xe Gian Ram XCR 3007, nhưng mà phía đằng trước khung nó sẽ vươn lên cao hơn, giúp cho người đạp có lực tốt hơn. Vì đây cũng là một cái dòng xe touring, có thể nói là đi những cung đường xấu ở bên kia, rất là phù hợp với mọi cung đường. Tổng thể xe đánh giá là tầm 90% xe còn rất là đẹp, vì tuy qua thì sử dụng cũng thấy thoải mái vết xước. Thì duy nhất có một chân khung xe đây. Tổng thể xe rất đẹp các nhau. Tông màu chủ đạo tông màu đen, điểm nhấn là chỉ trắng và đỏ trên khung xe. Mẫu dòng Gian quốc tế, dòng X-Ram. Bên dưới thì có cái chắn miếng mút, chắn chạm xích của xe đỡ bị xước sơn. Nguyên bản có về theo xe. Giá bình nước chính hãng của Gian cũng về nguyên bản theo xe. Và duy nhất trên chiếc xe này có bị một chiếc một lớp cấn nhỏ thôi. Cấn nhỏ thôi, nhưng mà không thể nhìn thấy được, mắt thường không thể nhìn được. Ở phía bên này các nhá. Tổng thể xe còn rất là nhìn đẹp, đẹp. Cái tông màu đỏ đen trắng. Đây là cái mẫu dòng touring cao cấp có giảm sóc. So về cái mẫu dòng X-Ram và cái mẫu 3007 về đây, trước đây em đã từng hay về, thì mẫu X-Ram này có giá thành rất là cao so với thị trường bên kia. Cổ phốt ki đông chính hãng của Gian nguyên bản theo xe, cổ phốt ki đông nhôm. Chuông nó về nguyên bản theo xe vẫn để nguyên chuông của Gian. Đây là tem vàng, cũng nó dán trên cái ki đông xe. Thường thì xuất hiện những cái dòng xe dòng quốc tế thì nó vẫn còn nguyên trên xe. Tay lắm cao su của Velo rất là mới nhá, tay lắm cao su hiệu Velo. Và xe sử dụng với bộ tay bấm xả chính hãng của Shimano DOD, rất là cao cấp, gần như là chùm cuối của những cái dòng xe touring hay là xe dòng địa hình.
thường như bác thấy dòng DOD, Shimano DOD là cao cấp hơn những đồ Antut, Thule, Aceda và Alibio. Bộ phanh chất được sử dụng với bộ phanh dầu chính hãng của Shimano. Bên phải em là bàn tay bấm xả chính hãng của Shimano DOD. Bộ phanh sau cũng được trang bị với bộ phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Và đặc biệt chiếc dòng Zandram này em muốn nói tới là tại thời điểm thị trường Việt Nam chưa hề bán tại những cái dòng xe gian chính hiệu của Basico, vì đây là mẫu dòng quốc tế chỉ có bán thị trường bên kia và rất là ít về một chiếc dòng Zandram XR các nhé. Thường thì các bác chỉ thấy em về những dòng Zandram và Zandram Deep rất là cao cấp, giảm sóc dầu chính hãng của thương hiệu gian nguyên bản theo xe. Vành chính hãng của gian nguyên bản theo xe, vành nhôm hai lớp chính hãng của gian và xe được chủ người chủ cũ đi rất là giữ gìn nên mà là vẫn còn giữ nguyên cặp lốp của chính hãng gian, lốp của gian luôn, kích thước lốp 700x35c để kích thước lốp của dòng Touring có giảm sóc. Bề mặt lốp còn rất là đẹp. Ở dưới gầm xe thì có mã QR code, có mã vạch chính hãng của xe đây, có thể tra ra. Nguyên bản theo xe. Đây ghi thông số là size F. Động yên chính hãng của gian, có cả đằng sau yên cũng là của gian, cũng bản theo xe. Yên thì nó hơi chảy một chút ở bên này nhưng mà nó là yên nguyên bản, yên zin. Đồng em vẫn còn giữ nguyên trên nguyên bản theo xe. Đùi đĩa của Shimano, đùi đĩa trục rỗng bạc đạn. Gạt đĩa của Shimano DOD LX. Củ đề sau trang bị củ đề Shimano DOD. Sẽ trang bị với 10 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Vành chính hãng của gian, lốp chính hãng của gian. Người chủ cũ đi rất là dễ nhìn thôi mà là vẫn nguyên được cái cặp lốp chính hãng của gian luôn các bác nhé. Xe với cái tông màu rất là đẹp, cái tông màu rất là khỏe, tông màu chủ đạo là đen, điểm nhấn là được nhấn màu đỏ và màu trắng trên khung xe rất là nổi bật cho xe. Và bây giờ xin vào đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 44 và hiện thì hiện thị luôn trên khung xe là size S. Thế là các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7. Chiều cao ngang của khung xe là size 50. Và bây giờ xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với 10 tầng lip, lên lip. Và chuyển động rất là trơn tru mượt mà. Xe trang bị với G-Loop của Shimano DOD xuống lip. Đấy phải em là 3 tầng đĩa, đối với trục rỗng của Shimano, xuống đĩa, lên đĩa. Còn rất là bon. Có rất nhiều hỏi em về cái dòng Touring cao cấp của dòng thương hiệu gian. Bên em đã về rất nhiều thương hiệu gian rồi, đây là một dòng Touring cao cấp có giảm sóc. Cái mẫu model XR-Ram này là một cái model lý tưởng cho các bác. Bên ăn bạc đạn của Huy Dích còn rất là mới.
Mà vừa đánh giá tổng thể xong trước xe Gian Ram, XR Ram. Và xe này thì Việt Nam chưa hề có nhé. Và xe giá thành rất là cao bên thị trường bên kia. Xe nó rất tốt bên nhau là 10.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có nào quan tâm liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên Facebook thì trên xe đạp. Đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn gặp lại trên ngày mai.